đình nón xanh khen ai khéo đúc nghi bầu mến đâu. Một ngày đã là đệ tử cũng là duyên, là duyên ông ấy nhiều nợ nhiều sáng ngư sáng liễu phàm duyên là duyên nợ nhiều duyên đi là duyên chen hoa lá ngẩn thân ngân 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 hoa đào nằm ngoài người mười phần xa còn kém xa xa cu lưu phàn xa còn kém xa nửa mi phần ô xa còn kém xa mười phần. Ba gian đền mát ni rêu phù rêu mà người có đức nghi mới được theo chứ được theo quan hoàng bày bảo hà sáng ngư liễu phàng theo là được theo quan hoàng bày bảo hà theo là được theo ông bày bảo hương đệ tử chứ có lối vào chứ lối vào sơn bảo hà sơn sáng ngư liễu phàn sơn bảo hà sơn bác ghế hầu sơn bảo hà sơn bác giờ bao giờ vì đồng hoàng đi chấm linh tình ở cơ ông bày gặp tiên sáng u lưu phàn tiên ni là gặp tiên tình cơ ai hoàng đế nhớ nhàng chỉ nhớ nhàng mặc kệ sáng ưu liễu phàn ai mặc kệ ai hoàng lỡ giận rồi ai hoàng giận ai mặc kệ người thank you.
sĩ nghìn ba, có nghìn ba nghìn. Một ngày đã là đệ tử, là duyên, là duyên yêu mây nở nhiều. Sáng u sáng u liêu hàn, duyên là duyên nở nhiều. Trong hội quân quân tiên sáng ư sáng ư liêu phàn, tiến hội quân tiên ông bày sẽ đưa vào. Tiên trong hội quân tiên ông bày sẽ đưa chân ông vắt treo như khổng lồng mình ngồi xem sách. Ông hút thuốc vào như long long quân thủy thở khỏi ra như ra cát cầu phong. Hoàng bày ăn chơi đang bật anh hùng lên xuống ngựa vẫy vùng khắp mọi nơi. Anh hùng phun ni đúng đúng sai cả dao trong tay trăm trận xa không sơn xoay trời đất hoàng mây mở khó vô tận. Trước một đôi ba tuần hoàng là tài tử danh nhân nhân cho bó lúng phong trần thì non đã được bảy ngày có say một nà tí với đời. Hoàng cũng khuyên ai giữ cho đạo làm đến trước cửa Phật lấy chữ Di Đà là hướng cả.
đầu xưa chân gian. Lão uy ô chép biên biên họ Nguyễn Thế Ông là người yêu thuận thảo thiên. Tuy nhân nhân tích tinh đức đức hoàng bày chép biên cho gió. Còn bao kẻ ngang y tăng bao ngược chỉ hành, chẳng trước thời sau lỗi lầm nghiền có xa chi đâu. Sợ nguyện là như ý, sợ cầu trong tâm. Tâm kia mà đã mất thì khôn đường khó thoát mà thân. Hoàng đã lên đấng cầm mở cân này mức ông lấy chứ thôi, chứ đức để mà cân. Đừng có ai khen mình đã tròn vẹn muôn phần, chữ đức kia mà đã khen ông bảy mình cầm cân sao cho bằng. Quan hoàng bảy độ chỉ ban phước thượng đăng thần đã được sắc phong quyền cai tam ma phủ công đồng quyền hoàng cai quản các chư thanh đồng đồng bốn phương. Khi nhàn hạ bàn đèn điếu thuốc có chén rượu quỳnh càng chút càng say trà sen trà tuyết nguyệt. Gót xanh lời chén chi cho mệt mà dòng chê khen đè lập chi cùng ngu mà hỡi ai dành tiếng để lấy non nước thú hữu tình là nhất nhất. Tuyết trắng trắng trong hoa thơm gió mát mượn cung đàn câu hát diễn hồn thơ mang mát khoảng không gian như hương đưa như tuyết phủ như mây tan chi bay bồng mà tâm thân phàm không nghĩ tới. Trong vũ trụ rộng không biên giới giấc mơ màng chốn nay bồng bồng lai cảnh u nhàn thì tung cúc với chúng mai nơi tình tình mình mà thú riêng hoàng biên thu.
chén rượu ngâm y câu thơ có phải chẳng hồn lý đỗ đâu đây gió yêu ngọn có cành cây nâng tiếng hàng đuôi tầng mây đưa tiếng hàng tiên giá ngự thì nào có ai dám sánh nhờ